Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Ăn ít để khỏe Tác giả Yoshinori Nagumo Ăn ít để khỏe chứa đựng những lý thuyết mới lạ. Trong khi hầu hết mọi người đều nghĩ rằng ăn một ngày ba bữa mới là đủ, Tác giả bác sĩ Yoshinori Nagumo cho rằng chỉ cần một bữa mỗi ngày là đã đủ cung cấp năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể. Bác sĩ Nagumo đặc biệt lưu ý đến thành phần dinh dưỡng trong bữa ăn và xem số lượng chỉ là con số sáo rỗng. Theo đó, để cho cơ thể đói chính là một việc nên làm và rất có lợi cho sức khỏe. Cụ thể, việc để cơ thể đói và rét chính là cách giúp con người hoạt hóa những gen trẻ hóa và gen sinh tồn, từ đó khiến chúng ta khỏe mạnh và chống chọi với bệnh tật tốt hơn. Vẻ ngoài trẻ trung hơn cũng chính là món quà của phương thức này. Nagumo đặc biệt lưu ý rằng, vẻ ngoài trẻ đẹp có mối quan hệ mật thiết với sức khỏe bên trong. Chính bản thân ông là nhân chứng sống cho phương pháp ăn độc đáo này. Dù hiện tại đã hơn 60 tuổi, nhưng ông có những chỉ số sức khỏe và vẻ ngoài của người đang độ tuổi đôi mươi. Vậy nên phương pháp ăn một bữa mỗi ngày trong cuốn sách là một gợi ý rất đáng để suy ngẫm, đặc biệt là với những ai đang không thể kiểm soát tình trạng cân nặng và quan ngại về những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn mà sự thừa hoặc thiếu cân mang lại. Mời bạn cùng Phonus điểm qua ba nội dung chính trong cuốn sách Ăn ít để khỏe của bác sĩ Yoshinori Nagumo. nội dung thứ nhất ăn mỗi ngày một bữa ăn mỗi ngày một bữa còn được gọi là phương pháp bữa ăn cơ bản vì sao chỉ nên ăn một bữa mỗi ngày theo tác giả chúng ta chỉ nên ăn một bữa trong ngày và đó nên là bữa tối ông cho rằng cảm giác đói bụng chính là cảm giác tuyệt vời giúp kích thích cơ thể sản sinh ra gen sinh tồn và gen trẻ hóa nagumo lý giải chỉ khi đói và rét thì cơ thể con người mới tiến hóa và đấu tranh để hoàn thiện. Khi cuộc sống xã hội ngày nay quá phát triển và tiện nghi, con người có xu hướng hưởng thụ và ăn uống nhiều hơn mức cần thiết, đặc biệt là dư thừa về lượng nhưng lại thiếu hụt về chất. Và vì cơ thể đang ở trong điều kiện luôn no nên nó sẽ không biết đấu tranh hay tiến hóa nữa. Bên cạnh đó, việc ăn quá no không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng của người quá mập mà còn dẫn đến tình trạng không thể béo lên ở một số người quá gầy. Từ đó, nó gây ảnh hưởng đến vấn đề cân nặng và sức khỏe của hầu hết dân số. Vì vậy, ăn một bữa mỗi ngày chính là cách để có cơ thể cân đối và xinh đẹp. Nội dung thứ hai, hãy ăn tất cả. Tại sao chúng ta chỉ nên ăn một bữa một ngày nhưng lại được khuyên rằng nên ăn tất cả? Ăn tất cả ở đây không phải ý chỉ ăn tất cả mọi thứ mà là ăn tất cả của một thứ. Theo đó, một bữa ăn cơ bản không cần quá cầu kỳ, chẳng hạn, chỉ cần có ít cơm gạo lứt, súp miso và một món ăn kèm với một lượng nhỏ được dùng bằng đĩa đựng cốc uống trà. Tất nhiên, khẩu phần này có thể thay đổi tùy mỗi người, miễn sao đảm bảo đủ chất, chú trọng vào chất lượng hơn số lượng chính là một trong những thông điệp xuyên suốt cuốn sách. Để hấp thu triệt để chất, Nagumo khuyến khích, có lá ăn lá, có vỏ ăn vỏ, nếu là cá thì ăn cả da, xương và đầu, nếu là ngũ cốc thì sẽ ăn nguyên hạt. Chỉ cần một con cá mòi, nếu ăn cả đầu, da, xương và ruột cá thì cũng đã cho cơ thể đầy đủ chất dinh dưỡng. Đó chính là phương pháp ăn tất cả mà ông nói đến. Nguyên tắc này cũng giúp chúng ta ăn đủ nhưng không quá no. Phương pháp tám phần no này cũng được tác giả nhắc đi nhắc lại liên tục trong sách. Nội dung thứ ba, giấc ngủ cũng rất quan trọng. Bên cạnh việc ăn một bữa, bác sĩ Yoshinori Nagumo còn khuyến khích thời điểm ngủ cụ thể để cơ thể thực sự trải nghiệm được tác dụng của phương pháp bữa ăn cơ bản Hãy có giấc ngủ sâu từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau để cơ thể phục hồi và thực hiện khả năng trẻ hóa tốt nhất. Ngủ sớm chính là thói quen giúp chúng ta giữ dáng vóc và sắc đẹp hiệu quả. Điều đặc biệt của phương pháp này là ăn bữa duy nhất trong ngày vào bữa tối. Sau khi ăn no, chúng ta sẽ buồn ngủ và nên đi ngủ ngay lúc đó. Đi ngủ ngay sau khi ăn là việc rất dễ dàng thực hiện và nó giúp chúng ta có một giấc ngủ ngon hơn. Khi ngủ sâu và có đủ dinh dưỡng vào buổi tối, gen trẻ hóa và gen sinh tồn cũng sẽ hoạt động tốt hơn. Đó chính là chìa khóa cho phương pháp ăn ít để khỏe. Trên đây là ba nội dung chính từ cuốn sách Ăn ít để khỏe mà Phonos chọn lọc để chia sẻ đến bạn. Ăn thế nào là đúng? Ăn thế nào là đủ? Là những câu hỏi sẽ được tác giả giải đáp cặn kẽ dựa trên quá trình nghiên cứu và thử nghiệm thực tế. Toàn bộ nội dung sách nói ăn ít để khỏe đã có trên Phonos, dành cho những ai đang muốn tham khảo những phương pháp kiểm soát cân nặng mới mẻ, hiệu quả và lành mạnh. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé!